thói quen kỳ lạ của dàn sao Hoa ngữ. Những ngày gần đây, chúng tôi thấy trên các diễn đàn mạng sử chung đang lan truyền về một bài viết về sở thích không giống ai của cô làng Lý Nhất Đồng, thuở nhỏ. Thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía dư luận khi cô chia sẻ rằng bản thân từng rất thích ăn mảng bóng tường. Thực sự khi nghe lời tâm sự này của nữ diễn viên, không chỉ chúng tôi mà rất nhiều dân mạng cũng hết sức choáng váng vì lần đầu tiên nghe đến thói quen ngược đời đó. Tuy nhiên ở giới showbiz này không chỉ có mỗi Lý Nhất Đồng có sở thích kỳ lạ như vậy. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những nghệ sĩ khác nữa nhé. Đàm Tùng Vận thích ở trong nhà vệ sinh. Đàm Tùng Vận bộc bạch rằng điều đầu tiên cô ấy làm khi về đến nhà đó là đi vệ sinh trước, do đã ở trong nhà vệ sinh rất lâu. Và lúc này cô nàng sẽ mang theo điện thoại và cáp sạc, và đôi khi ở trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ luôn. Chúng tôi thấy thói quen này thường gặp ở nhiều người làm luôn, nhất là ở thời đại này, phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại và Internet. Và nhà vệ sinh chính là nơi lý tưởng để nứt mạng quên thời gian. Dương Dương chỉ ngủ một bên. Có thể xem đây là một thói quen đáng yêu của Dương Dương hoặc là một hình thức của rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Kiểu như khi đặt sách trên bàn, Dương Dương sẽ cố tình đặt nó dọc theo góc bàn, căn góc 90 độ đặt ở mép. Ngay cả ngủ rõ ràng là giường lớn, người bình thường thường hay ngủ ở chính giữa giường. Nhưng nam thần vạn người mê lẩy lại thu mình một góc nhỏ, chỉ ngủ một bên, trông thật dễ thương các bạn ơi. Tiêu Chiến mắc chứng OCD. Có lẽ fan hâm mộ đều biết Tiêu Chiến từng là nhà thiết kế trước khi anh ấy trở thành ngôi sao. Và với những năm gắn bó với nghề cũ, nam minh tinh vẫn giữ thói quen liên lạc với các việc thiết kế đồ họa đến mức khiến anh chàng mắc chứng OCD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Ngôi sao Trần Đình Lệnh từng chia sẻ, vì thói quen nghề nghiệp đó luôn khiến bản thân anh lúc nào cũng chú ý xem mọi thứ có được căn giữa chưa, các bức tranh có nổi gờ hay chúng có thẳng hàng hay không. Cổ Lực Na Chát rất thích ăn bã trà. Không chỉ mỗi Lý Nhất Đồng, ngay cả Cổ Lực Na Chát cũng có thói quen dị thường liên quan tới ăn uống. Nàng mỹ nhân Tân Cương rất thích ăn bã trà, nàng điều hòa tiết lộ rằng cô sẽ mở túi trà sau khi pha trà và ăn bã trà bên trong. Khi tâm trạng không vui, Na Chát có thể ăn tới 50 túi mỗi ngày. Đây quả là thói quen hiếm gặp và kỳ lạ. Lần đầu chúng tôi nghe thấy người mê ăn bã trà như cô nàng này đấy. Vương Nhất Bác phải bật đèn khi ngủ. Chính Vương Nhất Bác đã tâm sự lúc ngủ thì anh luôn bật đèn, nếu không bản thân sẽ không thể ngủ được. Và nếu có ai đó xung quanh anh chàng hoặc nếu chính anh ấy vừa xem một bộ phim kinh dị ngày hôm đó, thì đến lúc ngủ chẳng thể nào ngủ một mình được. Phải ôm một người nào đó hoặc chạm chân hoặc nắm tay ai đó mới có thể yên giấc. Cảm giác này khá phổ biến ở những người sợ xem phim kinh dị. Phải có ai đó ở bên mới cảm thấy an toàn, để yên tâm mà ngủ được. Chúng tôi thấy những sở thích của Lý Nhất Đồng và Cổ Lực Na Chát đồng kiểu hiếm gặp trên đời, khó có người thứ hai. Trong khi đó thói quen của Vương Nhất Bác Đàm Tùng Vận dường như là đặc điểm chung của rất nhiều người luôn. Còn bạn thì thấy sao trước những sở thích độc lạ này của dàn sao Hoa ngữ? Hãy chia sẻ ngay ý kiến của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé!